Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay ngày 20 tháng 8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các sở ngành địa phương để tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. 24 giờ qua, toàn thành phố ghi nhận 167 ca mắc mới, trong đó có 43 ca cộng đồng. CDC Đà Nẵng đánh giá chuỗi lây nhiễm liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường vẫn đang là điểm nóng với tổng số 98 trường hợp, trong đó nhiều trường hợp trong cộng đồng. Trong ngày hôm nay, thành phố đã tiến hành xét nghiệm trên 120.000 mẫu. Hiện nay tại các quận huyện, công tác xét nghiệm đợt 2 đang được tích cực triển khai. Việc giám sát các khu cách ly phong tỏa, giám sát các trường hợp cách ly tại nhà tiếp tục được tăng cường. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh khẳng định thành phố sẽ tiếp tục có văn bản về những biện pháp phòng chống dịch trong thời gian đến, đồng thời giao các ngành, các địa phương tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn, nhất là việc đảm bảo đời sống an sinh xã hội cho người dân trong thời gian giãn cách. Giao cho Sở Công Thương, Sở Lao động Thương binh, các quận huyện bám sát cái chỉ đạo cụ thể của Ủy ban thành phố đối với lại các cái nguồn hàng, cái sự hỗ trợ của Trung ương, của các doanh nghiệp để mà tiến hành phân bổ các cái nguồn hàng này đến với lại nhân dân. Những cái phần mà của thành phố, bởi vì do cái năng lực của các đơn vị cung ứng, cho nên là chúng ta chỉ có hỗ trợ được cho những khoảng 50.000 hộ dân có khó khăn, đặc biệt khó khăn hơn thôi. Còn lại thì sẽ giao cho các quận huyện chủ động căn cứ vào tình hình thực tế các hộ dân khó khăn mà có thể nhận tiền để mua chuyển cho nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Công an thành phố tiến hành rà soát và bố trí lại các chốt chặn trên địa bàn thành phố, đảm bảo khép kín, kiểm soát tốt tình hình thực hiện giãn cách. Tại cuộc họp, Thường trực Thành ủy cũng cho biết lực lượng shipper giao hàng áp dụng công nghệ sẽ được hoạt động trở lại từ ngày mai, ngày 21 tháng 8. Tuy nhiên, phải bảo đảm các điều kiện như được xét nghiệm COVID-19, phải mang bảo hộ như nhân viên y tế, được test nhanh và giám sát chặt chẽ hàng ngày.